câu nói tứ cảm ơn của cựu bộ trưởng sau khi nhận tiền từ Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, đã là quan chức thì không thể vô tư nhận quà biếu một cách hồn nhiên theo kiểu tớ cảm ơn và suy nghĩ đơn giản, coi như lẽ tất nhiên. Bởi vị trí công tác, chức vụ mà họ nắm giữ biểu hiện cho quyền lực công, tính đại diện của nhà nước. Sự việc ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận tiền cảm ơn hơn 4,6 tỷ đồng của Phan Quốc Việt và một quan chức tỉnh Hải Dương thời điểm đó không nhận hai phong bì tiền biếu của cựu giám đốc CDC là hai hình ảnh đối lập, phản ánh cách ứng xử khác nhau về quà biếu, quà cảm ơn của quan chức trong một số tình huống cụ thể. Trước đây, chuyện quà biếu, quà cảm ơn quan chức thường vào các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, một số vụ việc thời gian qua mà báo chí đã nêu cho thấy, quà biếu, quà cảm ơn các cán bộ có chức quyền đã diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình công tác của họ. Nhưng viên đạn bọc đường nấp bóng quà cảm ơn trở nên phổ biến. Từ thực tiễn như vậy cho thấy, cán bộ có chức quyền là đối tượng thường trực đối diện với quà biếu, quà tặng. Xa hơn nữa là đứng trước những cám dỗ của tiền bạc, vật chất đến từ nhiều nguồn khác nhau. Quan chức là người hiểu rõ nhất quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mặc dù không có thỏa thuận, không thúc giục hay gây khó dễ, nhưng quà cảm ơn dưới sự tính toán của một số cá nhân vẫn có vô vàn cách thức để tiếp cận với quan chức. Sự việc ông Chu Ngọc Anh nhận quà hơn 4,6 tỷ đồng nhưng không bị truy cứu về tội nhận hối lộ thể hiện yếu điểm về sự giao thoa của văn hóa và luật pháp. Cụ thể là phép tắc cư xử quà biếu, lễ nghĩa không phải là hành vi vi phạm pháp luật, trong khi mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp lại rất có thể dễ bị các lực lượng không trong sáng lợi dụng nhằm vào một số cán bộ có chức, có quyền hiện nay. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hay cán bộ có chức vụ quyền hạn không thể vô tư nhận quà biếu một cách hồn nhiên theo kiểu tớ cảm ơn và suy nghĩ giản đơn, coi đó là lẽ tất nhiên, bởi vị trí công tác, chức vụ mà họ nắm giữ biểu hiện cho quyền lực công, tính đại diện của nhà nước. Việc nhận quà cáp cho bản thân thể hiện sự vụ lợi, vi phạm giữa cái chung và cái riêng, giữa tập thể và cá nhân, làm suy giảm tính chính danh, uy tín và hình ảnh của cơ quan, tổ chức. Đặc biệt là ảnh hưởng tới quá trình hoạch định chính sách khi có tác nhân bên ngoài tác động thông qua con đường quà biếu. Mặc dù trách nhiệm pháp luật trong một số trường hợp nhận quà biếu không bị truy cứu, nhưng sự vi phạm về trách nhiệm chính trị đôi khi còn tổn hại hơn nhiều cho nhà nước và người dân. Bởi vì trách nhiệm chính trị của quan chức trong tình huống ấy là rất khó đo đếm, định lượng. Trong hệ thống chính trị ở những cơ quan công quyền lớn mang tầm quốc gia, chỉ cần một động cựa rất nhẹ trong các hành vi, quyết sách của người đứng đầu hướng tới lợi ích cho các cá nhân, tổ chức tặng quà không trong sáng thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới hàng triệu con người. Do vậy, các quy định trong Đảng đều đã có, pháp luật và phòng chống tham nhũng dần đi sâu vào cuộc sống. Nhưng thực tiễn thời gian qua cho thấy sự ứng xử của các cán bộ có chức quyền về quà biếu vẫn là vấn đề đáng bàn. Sẽ rất nguy hiểm khi quan chức và các lực lượng khác coi vụ việc cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh như một ví dụ điển hình về câu chuyện làm thế nào để quà cảm ơn không có rủi ro trong các quan hệ chính trị, kinh tế và trở thành luật bất thành văn. Chính vì ranh giới chưa rõ ràng, mong manh và sự lưng chừng giữa trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp luật nên tình huống quà tặng, quà cảm ơn và ứng xử của quan chức ở vấn đề này cần nhận diện một cách đầy đủ hơn. Từ đó, nâng cao được năng lực, phản xạ và ứng xử của đội ngũ cán bộ nói chung và giới quan chức, lãnh đạo nói riêng trước quà biếu, quà cảm ơn một cách cẩn trọng, đúng mực, chuyên nghiệp. Cựu trợ lý phó thủ tướng kêu nhiều thế, chủ tịch Việt Á nói có là gì? Quý vị và các bạn thân mến, theo kết luận điều tra, quá trình công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Việt Á đã hai lần đưa ông Nguyễn Văn Trịnh tổng số tiền 200.000 đô la Mỹ. Cụ thể, tại kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trịnh bị cáo buộc có hành vi can thiệp để công ty Việt Á được bán kit test, chỉ đạo để doanh nghiệp này được cấp số đăng ký lưu hành cho kit xét nghiệm. Bên cạnh đó, cựu trợ lý phó thủ tướng còn tác động ông Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế để Việt Á được thanh toán khoảng 49 tỷ đồng tiền mua kit xét nghiệm bằng nguồn tài trợ của các ngân hàng cho Bộ Y tế. Trong quá trình công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á đã hai lần đưa ông Nguyễn Văn Trịnh tổng số tiền 200.000 đô la Mỹ. Theo kết luận điều tra, lần đưa tiền đầu tiên vào ngày 16 tháng 8 năm 2020,
sau khi công ty Việt Á được làm thủ tục để thanh toán tiền cho đơn hàng 200.000 kit xét nghiệm Bộ Y tế mua, Việt hẹn gặp ông Trịnh tại Hà Nội. Khi đó, Việt giao một người khác chuẩn bị 100.000 đô la Mỹ để đưa cho ông Trịnh tại quán cà phê ở quận Ba Đình, Hà Nội. Số tiền trên Việt để trong một túi vải màu xanh, bên trong để kèm 5 đến 10 hộp sâm. Sau khoảng 30 phút nói chuyện, Việt đưa túi đựng các hộp sâm và 100.000 đô la Mỹ cho ông Trịnh. Việt nói: "Em mới nhận được một ít thanh toán, em tranh thủ ghé thăm cảm ơn anh." Rồi Việt mở túi để ông Trịnh nhìn thấy có hộp sâm và tiền. Ông Trịnh đáp: "Anh cảm ơn, sao nhiều thế?" Việt tiếp lời: "Có là gì so với sự giúp đỡ của anh đâu, sắp tới việc thanh toán ổn, em còn cảm ơn anh nữa." Xong xuôi, ông Trịnh cầm túi đi bộ ra về. Lần thứ hai vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, khi Việt đang tham gia phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương, ông Trịnh hẹn Việt lên Hà Nội gặp để cập nhật tình hình Việt Á tham gia phối hợp với tỉnh Hải Dương thực hiện công tác xét nghiệm. Cả hai hẹn nhau tại địa điểm cũ. Tại đây, Việt báo cáo ông Trịnh về tình hình cạnh tranh trong công tác xét nghiệm giữa các đơn vị của Bộ Y tế, đơn vị tư nhân tại tỉnh Hải Dương. Sau đó, Việt lại đưa túi quà màu xanh bên trong đựng 100.000 đô la Mỹ. Nói: "Em có tí quà Tết cảm ơn anh đã giúp đỡ công ty Việt Á." Trịnh trả lời: "Cảm ơn tụi em," rồi cầm túi ra về. Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định, khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Với mục đích để Việt Á chiếm đoạt, biến kit test thành sản phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ, Việt đã thông đồng, câu kết với nhiều cá nhân, lãnh đạo bộ, địa phương để Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm COVID-19. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương xác định giá 470.000 đồng một test không có căn cứ. Bộ Y tế sau đó kiểm tra giá hiệp thương, xác định Việt Á thay đổi nguyên vật liệu sản xuất nhưng không ra kết luận kiểm tra, không kiến nghị xử lý, dẫn đến công ty Việt Á tiếp tục sử dụng mức giá trên, tạo mặt bằng giá để bán cho các địa phương, đơn vị. Trong 2 năm, Việt Á đã sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, đã bán, tặng, ứng trước hơn 8,3 triệu kit test và được thanh toán gần 6 triệu kit test, tương đương hơn 2.257 tỷ đồng. Đối chiếu với chi phí thực để sản xuất một kit test 143.461 đồng, Bộ Công an xác định số tiền Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.235 tỷ đồng. Tại kết luận điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó có 3 người từng là Ủy viên Trung ương Đảng. Theo đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị nhà chức trách đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 25 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên. Việt còn bị điều tra thêm tội đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng. Buýt nhỏ, buýt to đều vắng khách. Quý vị và các bạn thân mến, giữa tháng 7, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt mới với 55 chiếc xe 26 chỗ ngồi phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân thành phố. Đây là một cố gắng lớn của chính quyền Đà Nẵng trong bối cảnh sau nhiều năm hoạt động, loại phương tiện vận chuyển công cộng này vẫn ế đến nao lòng dù ngân sách thành phố trợ giá. Theo chính quyền thành phố, việc đưa loại xe buýt nhỏ này vào hoạt động nhằm tăng hiệu quả. Hiện hệ thống xe buýt Đà Nẵng được quy hoạch 11 tuyến từ năm 2017. Trong giai đoạn 1, cả 11 tuyến đều được khai thác bởi Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1. Theo Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, do tác động của đại dịch và nhiều lý do khiến lượng khách trên các tuyến không đạt như kỳ vọng, dẫn đến tình trạng công ty khó khăn về tài chính, nợ lương và bảo hiểm người lao động kéo dài. Ngoài 5 tuyến xe buýt mới với loại xe buýt nhỏ mới đưa vào hoạt động do công ty Phương Trang vận hành, thì 6 tuyến còn lại vẫn đang được công ty Quảng An 1 vận hành theo hợp đồng giai đoạn 1 tới năm 2024. Ông Hồ Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Điều hành Đèn Tín hiệu Giao thông và Vận tải Công cộng thành phố Đà Nẵng cho biết, 5 tuyến xe buýt trợ giá này thuộc giai đoạn 2 của lộ trình phát triển xe buýt công cộng của thành phố Đà Nẵng. Với nhiều tiếp thu, điều chỉnh một số đoạn cục bộ rút ngắn hành trình, tránh lòng vòng để tăng hiệu quả của tuyến. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt trên địa bàn thành phố tăng 18,6% so với năm 2021.
Những tháng đầu năm 2023, toàn tuyến xe buýt có tháng đạt 106.505 lượt nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Hình ảnh dễ thấy trên đường phố là buýt lớn hay buýt nhỏ của thành phố Đà Nẵng đều vắng khách đến nao lòng và đường phố vẫn ngày càng un tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm với các loại phương tiện cá nhân. Hiện nay với sự trợ giá của thành phố, giá xe buýt Đà Nẵng còn khá mềm với 6.000 đồng một lượt và đến nay vẫn là gánh nặng cho ngân sách Đà Nẵng. Trong 5 năm qua, từ năm 2016 đến năm 2022, thành phố Đà Nẵng đã chi 138 tỷ đồng trợ giá cho 12 tuyến xe buýt. Hiện dân số Đà Nẵng đã vượt qua con số hơn 1,1 triệu người, cùng với lượng khách bình quân không dưới 10 triệu người một năm dự kiến từ năm 2017. Trong quý 1 năm 2023, tổng lượt khách ước đạt 1,4 triệu lượt. Riêng trong tháng 3 năm 2023, Đà Nẵng ước đạt đã đón 542,6 nghìn lượt khách, đường phố đang quá tải với các loại phương tiện cá nhân. Vì vậy, việc phát triển vận tải hành khách công cộng cho thành phố Đà Nẵng là yêu cầu bằng mọi giá phải thực hiện. Từ năm 2013, Đà Nẵng nêu ra mục tiêu cụ thể đối với vận tải hành khách công cộng. Tỷ lệ đảm nhận đến năm 2020 đạt tỷ lệ 15% tổng nhu cầu đi lại của thành phố, trong đó xe buýt chiếm tỷ lệ 12%. Từ 200 đầu xe ban đầu năm 2017, giờ đây xe buýt trợ giá ở đây còn khoảng 30 đầu xe hoạt động, loại buýt 50 chỗ ngồi. Ngành giao thông vận tải Đà Nẵng nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt của Đà Nẵng hoạt động chưa được như mong đợi là do người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng. Khác biệt với hai đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, sự xuất hiện của những chiếc xe buýt màu vàng xanh trên địa bàn Đà Nẵng đến nay đã gần 6 năm. Nhưng người dân vẫn còn quay lưng với phương tiện vận tải công cộng này. Hiện tượng đó cần có một nghiên cứu xã hội nghiêm túc hơn và nên chăng trong gói trợ giá cần trích một phần khuyến khích tạo thói quen người Đà Nẵng đi xe buýt bằng hình thức thiết thực như khuyến mãi hiện vật, xổ số, kết hợp các hình thức thông tin bằng tờ rơi đến tận tay người tiêu dùng như các công ty kinh doanh thương mại vẫn thường làm.